lý do vì sao mà công việc kinh doanh không có phát triển một cách đều đặn. Thì ban đầu chúng ta bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược như nhau, đó là lựa chọn sản phẩm, lựa chọn một mặt bằng, và chúng ta set up tất cả những cái thứ đó, và mình sẵn sàng đi học những cái kiến thức về sản phẩm, về chiến lược kinh doanh, và chúng ta áp dụng vào công việc kinh doanh của mình và mình phát triển rất là nhanh trong cái thời gian đầu. Và anh chị chỉ lấy cái kiến thức ngay tại cái thời điểm mà mình học đó, mình áp dụng cho quy trình kinh doanh của mình, và sau một thời gian anh chị thấy rằng là sản phẩm của mình không bán được nữa, công việc của mình không phát triển một cách đều đặn so với trước đây nữa. Anh chị nghĩ lý do ở đây đó là gì? Công việc kinh doanh của chúng ta phát triển nó sẽ song song với cái khả năng phát triển bản thân của bạn. Vậy thì anh chị xem rằng là hiện tại bản thân của mình đã phát triển mỗi ngày hay chưa? Mà để tạo ra một cái công việc phát triển bền vững, đều đặn theo từng giai đoạn như vậy thì buộc công việc của chúng ta phải gắn liền với cái việc phát triển bản thân. Nếu như cái gì công việc hiện tại của mình chưa có gắn liền với cái sự phát triển tư duy, phát triển bản thân thì anh chị chỉ cần bổ sung thêm cái yếu tố này. Và hiện tại anh chị chưa có một cái nơi nào để rèn luyện cái bản thân của mình, phát triển tư duy của mình, phát triển kiến thức và phát triển cái giá trị nội tại của mình lên, cũng như là giúp cho mình gia tăng nhiệt kế tài chính lên. Thì Phúc gửi tặng cho các anh chị một cái môi trường để anh chị được rèn luyện, được mài dũa, được nâng cấp bản thân của mình mỗi ngày. Anh chị nhắn cái video này để Phúc gửi tặng cho các anh chị nha. Chúc cho các anh chị thành công.